Phố Việt Philadover xin mời các bạn nghe phần thứ tư truyện tâm lý xã hội hiện thực nhạc tình của Mạnh Phú Tư Thưa mợ, con vẫn cố tăng tiền chẳng dám tiêu phí một xu nào nhưng cũng đã hết tiền tháng trước mợ gửi cho con 11 đồng con trả tiền cơm sáu đồng, bốn đồng tiền xà phòng và mua giày. con vẫn nhịn không ăn quà sáng. tháng này mẹ gửi cho con mười đồng thôi cũng có thể được, vì con mới tìm được một chỗ trọ chỉ mất có năm đồng. nhưng mẹ liệu gửi ngay lên cho con. tiền học người ta đã đòi tới hai lần rồi, nếu để chậm quá người ta sẽ tạm đuổi. Bà sinh đọc đi đọc lại tới hai lần cái đoạn cuối cùng đó trong lá thư của Tài gửi về. Ở đoạn trên chàng chỉ chúc mẹ và em gái khỏe mạnh, rồi chàng nói đến việc học của chàng có tấn tới nhiều. Cái đoạn ấy làm cho bà vui thích bao nhiêu, thì tới đoạn cuối này bà lại thấy buồn nản bấy nhiêu. Nghĩ đến cái cảnh nghèo nàn trong gia đình, bà chán nản đến nhỏ nước mắt. Khi trước, tất cả tiền lãi của huệ và của bà dồn lại cũng được kha khá lúc đó tài lại vẫn còn theo học ở tỉnh nhà nên không tốn phí là bao vì vậy trong gia đình không đến nỗi túng thiếu nhưng từ hai năm nay thì có lẽ chưa tháng nào bà kiếm được đủ chi tiêu cái không may đã gây cho bà phải chịu nhiều nỗi đau khổ về đủ mọi phương diện là huệ người con gái lớn có thể giúp đỡ bà ít nhiều đồng lãi thì nay đã không còn nữa sau hai tháng rời ốm kịch liệt nàng chết và để lại cho bà một món nợ lớn về tiền thuốc nghĩ đến cái chết của huệ bà không còn muốn tưởng sự làm ăn nữa suốt trong vòng hai tháng bà đã bỏ hết công việc ra để săn sóc con mà cũng không có hiệu quả gì không một thứ thuốc nào có người mắt mà bà không mua cho Huệ dùng và có ai giới thiệu một ông lan nổi tiếng thì dù xa xôi tốn kém đến đâu bà cũng không hề quản ngại người là vàng của là ngãi bà thường nghĩ vậy và trong nhà không sẵn tiền thì bà lại cố đi vay ở những nơi quen biết có lẽ chưa bao giờ bà thấy băn khoăn lo lắng như hai tháng trời đó chia sẻ sự vất vả của bà trong khi phải chăm nom đến huệ chỉ có một mình vú già vú đã không hề sợ bẩn thiểu hoặc chứng bệnh lây truyền vú lăn lóc bên huệ nào thay quần áo nào lau mình cho huệ rồi chiếu dương cùng chăn màn vú luôn luôn thay giặt mỗi lần bưng vực cơm vào cho huệ mà nàng lắc đầu từ chối không ăn thì vú lại đứng khóc nức nở không khác gì một người mẹ khóc con Lòng tận tâm của Vũ khiến bà sinh không sao cầm được nước mắt. Cứ mỗi ngày tới lại làm Vũ thêm yếu sức và thêm chậm chạp. Nhưng chẳng bao giờ bà sinh nặng lời với Vũ. Có khi Vũ lẫn thẫn chẳng chịu làm gì, cứ lanh quanh bên giường Huệ, nhìn nàng rồi thúc thích khóc. Bà sinh có vẻ trách mắng thì Vũ lại cãi lại. Khốn nặng! con không có công đẻ, nhưng con cũng có công săn sóc cô con ngay từ khi tắm bé. Nhưng nào nó đã chết đâu. Vũ thì thầm bên tai bà sinh. Bà đừng giận con, chứ con xem ra thì khó lòng mà sống được bà ạ. À. Người vú già đó đã do xét bệnh trạng và cách ăn uống của Huệ từng ly từng tí và vú đã đoán không sai. Huệ xanh sao rồi gầy, gầy dần, không còn một chút sinh khí nào và chết khi gần nhắm mắt hẳn Huệ đã thừa hiểu rằng mình không còn thể nào sống được nữa nàng cố kìm vài lời để nói với mẹ nhưng yếu sức quá nàng chỉ còn thốt ra được câu còn thương mợ quá bây giờ thành ra mợ chỉ có một mình rồi nàng khóc khóc không ra hơi, không ra tiếng. Bà xin biết rằng con mình muốn nói đến sự vất vả của mình và muốn bảo cho mẹ biết rằng từ nay nàng chết đi thì chỉ còn một mình bà phải lo liệu đủ mọi cái. Bà không cầm được nước mắt, cũng hòa lên khóc. Huệ đưa hai con mắt lờ đờ nhìn hai em đứng ngay bên đầu giường. Bớt, đứa em gái út đã gần 4 tuổi, và tài ngoài mười ba tuổi cả hai đều buồn rầu yên lặng nhìn lại chị tài cố lấy vẻ bình tĩnh khẽ bảo chị chị huệ em em yêu chị em em thương chị lắm chị huệ rồi tài cũng khóc theo mẹ bớt vẻ mê sợ chỉ biết ôm chặt lấy anh huệ còn hơi tỉnh cũng hiểu cả nhưng không sao nói được ra lời nàng rất thương hai đứa em mà chính tay nàng đã trông nom săn sóc thực không khác một người mẹ đối với bớt cũng như trước kia đối với tài nàng không hề tiếc sự khó nhọc trong công việc nuôi nấng dỗ dành chiều tới cứ khi ở chợ về là nàng đã vồ vập ngay lấy em hôn em rồi hỏi em hết chuyện này sang chuyện khác chẳng bao giờ nàng quên mua cho bớt mấy xu bánh phòng một thứ bánh bột có đường ngọt hơ than phòng to mà bớt rất thích trước khi tắt thở hẳn nàng tưởng như nàng đã để lại hai con mồ côi từ nay không còn nơi nương tựa và tất cả người nàng lại nảy lên vì một cơn khóc ngầm tận đáy lòng đau đớn nhất cho bà sinh là khi huệ đã chết bà không còn đồng tiền nào trong nhà Bà định về Nam Định nhờ chồng cấp đỡ, nhưng suy nghĩ mãi, bà lại thôi và đi vay giật mấy người bạn để làm ma cho con gái. Bà cũng cho ông Sinh biết tin, nhưng ông cũng chẳng hề trở về đưa đám và cũng chẳng có một lá thư gửi về chia buồn. Cái đám ma của Huệ thật là vắng ngắt, trừ một vài người trong nhà chỉ có thêm mấy người quen và tuất. Bà Sinh đã thấy rõ ràng Tuất khóc sướt mướt khi người ta khen chiếc quan tài từ nhà ra ngoài. Bà không ngờ rằng Tuất đã thương yêu con mình đến thế. Trong khi Huệ ốm, nàng luôn luôn tới thăm và mỗi khi bà cần tiền, nàng sẵn lòng cho vay giật ngay. Tới nay, mỗi khi nhớ đến Huệ thì không còn gì làm bà sung sướng rằng được gần Tuất và chuyện trò với nàng. Bà tưởng như Huệ còn để lại một chút gì trong người Tuất bà thành thật thân mật với tuất và đến nỗi bà đã làm quen với cả mẹ tuất những lúc buồn bực bà lại tới nhà mẹ tuất để than vãn cùng người bạn mới ấy có lẽ đó là nỗi đau khổ nhất bà sinh phải chịu từ trước tới nay bà không thể nào nhớ tới huệ mà lại không nhớ tới sự chăm chỉ sự tận tâm và thứ nhất là lòng thương mẹ của nàng khốn nạn một đứa con lúc nào cũng chỉ muốn cho mẹ thoát khỏi cái sự vất vả và lúc nào cũng chỉ muốn quanh quẩn bên mẹ để an ủi mẹ lúc buồn bực đến nỗi về kiến an được hơn hai năm đã có mấy người muốn hỏi chỗ giàu sang cũng có chỗ trung bình cũng có mà huệ cứ nhất định từ chối để ở lại nhà với mẹ nàng nói là khi nào trong nhà đã đủ ăn tiêu xài hoặc tài đã ra đi làm kiếm được tiền để mẹ khỏi vất vả nàng mới chịu đi lấy chồng bà ngõ lời khuyên can thì con cứ lấy chồng đi nếu chọn được dễ hiền thì mẹ nhờ dễ cũng được chứ sao có trai có gái có thêm dễ càng vui nhà con ạ nàng ra vẻ đã hiểu biết nhiều từ tốn đáp lời mẹ thưa mợ thế nào gọi là dâu con dễ khách dù người ta có thật tốt bụng chăng nữa cũng không nên nhờ vả người ta khi con có điều gì sơ ý người ta lại nhắc nhởm tới sự nhờ vả đó thì mợ lại càng thêm phiền lòng như thế thì con không muốn mợ đừng lo lắng điều gì cứ để con ở nhà giúp đỡ mợ là hơn ai thì cũng chẳng bằng được với mẹ và con Thế rồi, đáng lẽ đi lấy chồng để được nhàn thân, nàng cứ nấn ná bên mẹ để sống một cuộc đời vất vả đầy lo lắng, đầy phiền muộn. Nàng đã như quên hẳn mình, chỉ còn nghĩ đến mẹ và hai em. Đang lúc bà sinh còn cần nàng hết sức giúp đỡ, thì nàng qua đời. Một cái chết như thế, tránh sao bà không khỏi nhớ tiếc. Nhiều khi bà suy nghĩ quá độ, đến thành nóng nảy, gần như có chứng điên ở trong người chôn cất cho huệ xong bà sinh lại càng thấy rõ rằng bà đã mất hẳn một kẻ nương tựa tốt từ nay trơ trọi còn lại một mình bà phải gánh vác tất cả người mẹ thì đã yếu sức quá bà không thể còn hy vọng ở sự giúp đỡ của mẹ được nữa tiền chi tiêu trong nhà đã thiếu thốn lại việc học của tài phải tốn thiếu nhiều hơn vì nay tài đã theo học ở trường bưởi Tất cả hy vọng của tuổi già bà sinh đã đặt vào người con trai này. Chính tai cũng biết vậy, nên ngay từ khi còn học ở ban sơ học trường tỉnh, chàng cũng đã ra công chăm chỉ. Chàng hiểu rằng cần phải học để sau này kiếm được tiền giúp mẹ, nên không khi nào chàng sao nhãn việc học. Thì đổ sơ học pháp việc xong, chàng định sang theo học ở Hải Phòng, nhưng bà sinh thấy nhiều người bảo được vào trường bưởi mà học thì sau này ra có phần chắc chắn hơn ngày đó huệ còn sống lại buôn bán có lãi nhiều và học ở hải phòng hay ở hà nội thì mỗi tháng chỉ tốn hơn chừng hai ba đồng nên bà đã khuyên tài đi hà nội học nhưng không may cho bà tài chưa học hết một năm ở ban thành Trung thì huệ bị chết không lẽ bắt con thôi học bà đành cứ cố gắng vay giật để con yên tâm mà học hành cứ như thế đã từ hai năm nay rồi Bây giờ thì có lẽ bà không còn có thể xoay sở vào đâu được nữa. Một mình tài mỗi tháng ăn học ít nhất cũng 10 hay 11 đồng. Mà từ ngày không còn huệ, một mình bà hàng tháng chỉ kiếm được chừng hai chục bạc lãi là nhiều. Gửi đi cho con trai rồi thì còn lại ở nhà chỉ độ 8 hay 9 đồng. Rồi lại không may nữa cho bà là bớt cứ luôn luôn ốm đầu lên ba bốn tuổi rồi mà yếu ớt đến nỗi có khi không đi được vững bà đã phải tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc cho cô con gái bé bà đành cứ phải vay hết món nợ này đến món nợ kia món nợ của thuyết bà chỉ còn chịu lại hơn hai chục đồng và bây giờ đối với bà thuyết đã gây lại cái cảm tình cũ vì nàng đã hiểu cái xảo quyệt của nga nhưng bà cũng không muốn vay mượn của nàng nữa không trả được hết món nợ cũ bà đã lấy làm khó chịu lắm rồi tất cả những người quen biết cũng như thuyết không còn ghét bỏ khinh bỉ bà như hồi nào có cái tin đồn bà trốn nợ nữa ai ai cũng đã thân mật với bà như ngày bà mới về ở kiến an Công việc tạm vay giật kể cũng dễ dàng cho bà, nhưng chết nổi, nơi nào bà cũng đã mắc nợ. Cả đến Tuất, người bạn cũ của Huệ, không lấy gì làm thừa an tiêu, mà bà cũng đã hỏi vay tới gần ba chục đồng. Trong những lúc đi lại thăm mẹ Tuất, bà đã thấy rõ sự thiếu thốn trong gia đình Tuất, nên bà cũng thành ngược nhờ không dám hỏi vay thêm. Tính gồm tất cả, hiện nay có lẽ bà đã nợ tới ngót hai trăm đồng. Tháng trước tiền gửi đi cho tài, bà đã phải vay từng đồng rồi cóp lại. Tháng này bà còn đang lo liệu thì đã có liền hai lá thư của tài gửi về. Bà không thể nào nghĩ đến con mà lại không đem lòng thương trong khi xa nhà vì sự nghèo khổ đã chịu không biết bao nỗi cùng cực nghĩ tới cái nghèo khổ của mình và của con đã nhiều lần bà muốn nghe lời mấy người quen mang việc ra tòa để xin chia lương nhưng suy nghĩ mãi bà lại thôi vì bà sợ làm như thế thì câu chuyện riêng trong gia đình sẽ vỡ lỡ nhiều người biết đến rồi người ta lại chê trách bà là người tai ngược đã hám tiền mà đi kiện chồng hoặc bêu xấu chồng cái nghèo có lẽ bà còn dễ mang hơn là cái tiếng xấu đó. Bà vẫn lấy chút tình riêng để cư xử hơn là muốn dùng tới pháp luật. Vì thế, bà lại đành cam chịu với cái nghèo nàng thiếu thốn. Lá thư thứ nhất của Tài đã khiến bà lo nghĩ lá thư thứ hai làm bà xôn xao quá không còn thể tự chủ được nhất là thấy tài nói nếu chậm tiền học mấy ngày nữa thì sẽ bị tạm đuổi bà chỉ e rồi như thế con mình sẽ thành kém cỏi trong việc học chẳng còn biết nhờ cậy ai trợ cấp bà đành chịu nghĩ đến sự giúp đỡ của chồng đã từ lâu một đôi khi bà cũng mường tưởng đến điều đó nhưng lòng tự ái lại ca ngăn bà ngay chỉ mới tưởng tượng trong óc là mình gọi cửa nhà chồng lấm lét bước vào rồi nằng nì nói khó chìa tay cầm lấy một món tiền của chồng đưa cho bà đã thấy trong lòng bực tức khó chịu lắm rồi bà cho cái việc đó là nhỏ nhen quá và tự hạ mình quá sự vây giật lại càng là một chuyện khác bà tự bảo có hơn gì một kẻ ăn mày có hơn hoặc chăng chỉ là ở chỗ người này thì kêu van ngoài cửa mà người kia thì vào hẳn trong nhà. Cái ý nghĩ đó đã khiến bà không còn mơ tưởng đến sự giúp đỡ của chồng. Nhưng lần này lá thư của tài đã làm bà lại nghĩ tới cái dự định trên. Bà chẳng muốn vì lòng tự ái, tự kiêu của bà mà để cho con phải khổ, phải bị đuổi học. Có lẽ cái khổ của tài bị đuổi dù là tạm đuổi còn to gấp ba gấp bốn lần cái khổ bà chia tay xin tiền chồng bà thầm nghĩ ừ thì mang tiếng là đi ăn xin nhưng ăn xin để nuôi con ăn học thì cũng chẳng xấu mặt nào thôi thì cố chịu nhục một tí cho nó đỡ khổ nghĩ vậy rồi bà thu xếp đi nam định từ ngày đã làm cho bà sinh xa cách hẳn chồng rồi nga cũng nghĩ đến việc làm ăn trong nhà dần dần nàng đã bỏ cái lối chơi bời điếm đó và hoang tàn lúc trước đó là do tuổi nàng mỗi ngày một hơn nên nàng nghĩ đến gia đình những sự từng trải đã khiến nàng hiểu rằng nếu chỉ nghĩ tới sự điểm trang chơi bời tất sẽ có ngày mang công mắc nợ trong nhà sẽ thành túng bấn mà hẳn lúc đó thì người chồng sẽ đem lòng ghét bỏ mình vả lúc trước còn có người vợ cả thì nàng cần phải điếm đó khoe sát để cướp lấy lòng yêu của chồng chứ nay thì còn ganh sắc với ai bởi thế mà nàng đã trở nên một người nội trợ khá trong gia đình nghĩ đến mấy đứa con nàng tăng tiện mọi khoản chi tiêu nàng đã thành một người vợ tận tâm một người mẹ cần mẫn nàng không còn là một cô gái lẳng lơ luôn luôn nũng nịu như trước nữa và cứ dựa vào công việc cùng cách thu xếp của nàng trong gia đình thì ai cũng phải tin rằng nàng đã là một cô gái nền nếp không ai dám bảo nàng là một ả giang hồ ông sinh thấy nàng có vẻ tu tỉnh nhiều và về nội trợ cũng là kẻ đảm đang không kém gì nhiều người vợ hiền khác ông càng đem lòng yêu thương hơn cái thời kỳ chơi bời thích những cái lẳng lơ nũng nịu bề ngoài của ông đã hết này ông tu chí làm ăn theo như lời ông thường tự bảo trong gia đình vì thế ông cần phải có người giỏi giang quán xuyến thì người đó ông rất sung sướng thấy rằng có thể chính là nga bởi thế mà mối tình gặp gỡ giữa ông và nga ông tưởng rồi sẽ có ngày phải tan sẻ vì tuy có yêu nga thực nhưng ông vẫn nơm nớp sợ rằng những gái ả đào thường hay thay đổi tính nết họ quen với cái cảnh họ đã sống rồi dễ thành chán người không ngờ ngày nay cái lo sợ đó đã mất hẳn trong lòng ông lại thêm bốn đứa con kháu khỉnh sắp xỉn gần bằng nhau tựa như một sợi dây buộc chặt ông với nga cái gia đình êm ấm trong đó có nga mà ông đã yêu mến và bốn đứa con ông thấy được đầy đủ sung sướng cái cảm tưởng ấy đã khiến ông có thể quên được người vợ cả và hai đứa con trước một đôi khi nghĩ lại cái lúc còn sống riêng với người vợ cả ông cũng hơi thấy thương thương nhất là đối với tài đứa con trai đầu lòng đã mang lại cho ông những cái vui trong cuộc tình duyên thứ nhất nhưng ông hiểu rằng sự chung đụng không thể nào có được và nếu còn có liên can với gia đình cũ của ông tất nhiên cái gia đình êm ấm trong đó ông đang sống sẽ có nhiều cái không hay vì thế mà ít khi ông nghĩ tới người vợ cả và hai đứa con đã bỏ ông để theo mẹ ông chẳng hề dò la xem đứa con bà sinh đã có thai khi bỏ ông ra đi thì nay sinh đẻ ra sao và ngày được tin Huệ chết, ông chỉ thấy buồn buồn trong chốc lát, rồi lòng ông lại bình tĩnh như cũ. Sự thật thì ông cũng định gửi thư về để chia buồn cùng với vợ cả, nhưng Nga vội gạt đi. "Thôi, cậu đừng vẽ vời chia với nhân, chết là chết, chia buồn cũng chẳng sống lại được." Ông xin đành chịu vậy, vì ông không muốn làm một điều mà Nga không bằng lòng, cũng vì sự chiều ý người vợ lẽ như vậy mà dần dần ông đã thành quên hẳn các việc đã qua và chỉ còn biết đến hiện tại biết đến nga và bốn đứa con ông đã có với nàng tưởng như ông cũng chỉ có một người vợ như nhiều người khác về phần bà sinh thì từ ngày trở về kiến an ở với mẹ tính ra đã hơn sáu năm trong khoảng đó bà chẳng có dịp nào đi nam định và cũng chẳng bao giờ bà được gặp mặt chồng ở một chỗ nào bà chỉ được nghe tin mấy người quen nói lại rằng ông sinh vẫn ở chỗ cũ được tất cả bốn con hai trai hai gái và cũng đủ ăn tiêu không túng thiếu hôm đi nam định thấy nói chồng vẫn còn ở chỗ cũ lúc ở ô tô xuống bà lại đó ngay bà có quen với nhiều người ở nam định nhưng bà không hề tới nhà ai để thăm nom bà chỉ mong chóng gặp chồng để xem công việc xin tiền cho con ra sao rồi lại về ngay kiến an bà còn phải trông nom vào cửa hàng. Bà tới nhà chồng, vào lúc chồng đã ăn cơm xong và gần đi ngủ trưa, ông Sinh và Nga rất lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy bà. Bà cũng giữ lễ độ chào chồng và chào cả Nga. Nàng ra dáng kiêu hãnh, chỉ khẽ gật đầu. Cái cử chỉ ấy đã khiến bà Sinh tức tối, như hơi hối hận rằng mình đã tới đó và bà chỉ muốn ra thẳng ngay. Nhưng đã tới nơi, Thùy cũng nói ra câu chuyện ông sinh khẽ nói chỉ chỗ cho bà ngồi hai người tiếp nhau như hai người khách lạ chưa hề quen biết một lần nào bà sinh đưa mắt ngắm lại gian nhà ở đó bà đã sống những ngày vui buồn gian nhà trang hoàng sạch sẽ trông có vẻ một gia đình giàu có nào tranh ảnh treo ngổn ngang đồ đạc đánh bóng sạch sẽ và có vẻ đắt tiền cả nhớ lại gian nhà gạch thấp tè gần đổ nát bà ở với mẹ bà thấy như đó là một thế giới xa lạ quá sự ghen tị nảy nở trong trí bà khi bà nghĩ rằng đáng lẽ chính bà được sống trong cảnh đó mà không ngờ đã có kẻ cướp giật của bà khiến bà phải khổ sở mấy đứa con của Nga thấy người lạ cứ trố mắt nhìn đứa con trai lớn nhất lên 8 tuổi Nga đẻ khi bà còn cùng ở chung đang sửa soạn để sắp đi học chiều mấy đứa trẻ đều ăn mặc chỉnh tề cả con gái thì quần sa tanh trắng áo màu đi sang đan con trai thì quần tây giày tennis đánh bóng loáng chồng thấy đứa con trai nhớ của nga đầu đội mũ mặc sơ mi lụa quần tây trắng tay cắp chiếc cặp da xinh xắn còn mới bà lại nhớ hồi tài còn nhỏ học ở nam định quần áo rách rưới thiếu cả cuốn sách tập đọc phải đi mượn và cho đến bây giờ không có tiền để trả tiền học, bà uất trong lòng, thấy rõ những cái bất công gây nên bởi chồng bà đã nhạt tình với bà và bởi người vợ lẽ đã khôn khéo xảo quyệt chia rẽ bà. Trước cái đầy đủ no ấm của gia đình chồng bà, bà chỉ nghĩ đến sự so sánh và cái chênh lệch giữa bà và nga lại khiến bà thèm hộ các con mình cái cảnh sống an nhàn đó sự hối hận lúc đó lại càng lên tới bội phần bà thầm nghĩ thà chẳng đặt chân đến đây cho xong trông thấy người ta sướng lại chỉ thêm thương mình và thương con và trong lúc đó, bỗng nhiên bà có cái mong ước cho chồng và Nga cũng nghèo khổ như mình để bớt cái kiêu hãnh. Bà cũng nhận thấy rằng cái ý muốn ấy nhỏ nhen quá vì người ta có nghèo nàn như mình bây giờ chăng nữa thì phỏng mình có được cái gì là sung sướng. Nhưng nó cũng hạ út ít cái giận ngấm ngầm trong lòng. Bà tự nghĩ thầm. Chồng bà đã kéo chiếc ghế ngồi bên bà, ông cũng vẫn còn yên lặng. Vì lâu ngày hai vợ chồng không gặp nhau nên cả hai đều ngượng ngùng. Bà sinh không muốn ngồi lâu trong nhà chồng nên đánh bạo nói trước để xem ra sao rồi còn về kiến an. Tôi muốn đến phiền ông một tí. Tôi cũng chẳng muốn quấy rối ông làm gì. Nhưng vì mấy năm nay mẹ con tôi nghèo nàn quá. Bà bỗng nghẹn ngào như muốn khóc Bà vẫn cho rằng nghèo không phải là một cái xấu, nhưng chẳng hiểu sao lại nói cái nghèo của mình cho kẻ khác thì bà vẫn giữ được vẻ thản nhiên, mà nói lại với chồng thì bà lại thấy như tự khổ, nghẹn lời. Bà ngừng nói trong một lúc như để giấu những hạt nước mắt ngắm ngầm trong lòng rồi lại nói tiếp. Chẳng còn biết trông cậy vào ai nên tôi mới phải thân chinh đến đây để nhờ ông giúp hộ. Bà nghĩ rằng nếu đã không nói ra thì giấu hẳn, mà đã nói thì cứ thật thà nói đủ lời là hơn. Bà kể lễ thêm. Dạ, tôi còn có thể vay giật được thì tôi cũng đi vay, nhưng chỗ nào cũng chót nợ nần mất rồi mà không trả được nên không dám hỏi vay nữa. Nếu ông có giúp hộ cho thằng Tài nó ăn học, chứ không phải tôi mang về mà tiêu pha việc riêng. Muốn chứng tỏ sự thiếu thốn của con trai, bà lấy ở túi ra lá thư của tài đã gửi về xin tiền, bà vừa đặt lá thư trên bàn vừa nói: "Đây, ông xem rồi sẽ biết, chứ không phải là tôi tìm cách nói dối ông." Trong khi bà Sinh nói lại cảnh sống của mình cho chồng nghe, thì Nga đứng rình ở trong một xó nhà, nàng cũng định ra ngồi bên chồng, nhưng e có nàng bà Sinh sẽ không nói hết sự thật nàng thấy như lòng tháo cởi khi thấy người vợ cả kêu than về nỗi túng thiếu và nàng hơi tự kiêu khi thấy bà sinh phải hạ mình nhờ chồng mình giúp đỡ nàng nói thầm một mình thế mới sướng một đời ông sinh đọc xong lá thư ông đã thấy cái khổ của tài trong sự ăn học ông cũng đem lòng thương con nhưng công việc giúp con cũng còn quyền ở nga đôi chút ông gấp lá thư lại vẽ suy nghĩ dù sao đứa con đầu lòng đó đối với ông cũng là kẻ vô tội và đáng lẽ nó cũng được sống đầy đủ như nhiều đứa con đang sống với ông thì tình cờ nó đã xa vào cảnh cùng quẩn. Ông thấy mình có trách nhiệm nhiều trong cái khổ của đứa con này nhưng ông cũng chưa dám tự quyết định ra sao. Bà sinh đưa mắt nhìn ông. Ông cũng nên thương đến nó một tí, dù sao nó cũng là con ông hỡi nhỏ ông cũng đã ôm ấp bồng bế nó mãi, mà nó cũng chẳng có lỗi gì, nếu có tội, hoặc chăng chỉ có tội. Bà còn muốn nói nhiều, kể lễ nhiều nữa, nhưng đến đó, bà lại phải ngừng nói, e rồi đến phát khóc, trước mặt chồng, rồi lại nga ngờ vực, là đã khéo vờ vịt, giả cái lối phương tuôn, để kiếm chút tình thương của chồng, mà cầu cái lợi về tiền tài, ông sinh vẻ thản nhiên bảo vợ cả nào tôi có muốn con tôi bây giờ phải khổ như vậy tôi đã nhờ người đi tìm ba về kia mà nghĩ đến cái khổ của tài và sự giả dối của ông trong khi ông nhờ tùng đi tìm vợ về ông bỗng thành ấy nấy bằng khoăn khó chịu lúc đó sự hối hận đã tràn ngập tới lòng ông nếu quả thực ông đã thực thà ước mong vợ và mấy đứa con trở về với mình thì nay ông cũng không đáng tự trách cho lắm. Dù sao, ông cũng đã không phải là kẻ vô tình nhưng việc ông làm chỉ là một sự cầu rửa tiếng xấu nên cái giả dối đó lại càng làm ông thêm bực tức với chính ông. Ông không còn biết nói thêm gì nữa, đành ngồi yên, không dám đưa mắt nhìn vợ. Thấy chồng nhắc nhởm lại chuyện cũ, Ngà ở trong nhà cũng thừa dịp ngó ra rồi nói Sao cô Huệ cô ấy không sống cố vài năm nữa để mà xui bạn bè chửi bới nói xấu tôi Bà xin nghe lời Nga nhớ ngay là nàng muốn nhắc lại cái chuyện nàng bị Huệ và Tuất đánh mắng mấy năm trước Câu chuyện đó Huệ có kể lại cho bà biết và bà rất tiếc rằng con mình đã gây cái điều không hay đó Bà ngỏ lời mắng con Huệ thì cứ bảo mẹ thế đã thấm vào đâu nó còn làm mợ khổ nhiều chứ sự thật thì có vậy nhưng bà vẫn muốn tỏ ra là người đứng đắn không muốn gây sự lôi thôi như vậy bà cho câu chuyện đó có tính cách trẻ con và bà đã quên ngay được không ngờ này Nga lại nhắc lại chính câu chuyện chẳng có gì khiến bà suy nghĩ nhưng bà khó chịu nhất là cái câu nói và giọng nói của Nga có vẻ châm biếm, nhạo bán bà và cả đến đứa con đã qua đời của bà. Đáp lại câu nói của Nga, bà xin lấy vẻ bình tĩnh như tỏ ý không thèm chấp những cái nhỏ nhặt. Nhưng sự thật trong lòng bà lúc đó xôn xao không biết bao nhiêu tính tình thù ghét, Nga và nhớ tiếc đứa con yêu quý của mình. Nga e sợ rằng chồng mình sẽ giúp đỡ dầm bảy chục cho bà sinh, bèn vội vàng cào tiếng với chồng. Mình xem có thể vay tạm đâu được không? Rồi nàng ngọt ngào, đổi giọng như muốn tỏ ý thân thiện với bà sinh. Nếu có thể vay mượn ở đâu được thì cũng cố mà giúp chị ấy ít nhiều. Chồng chưa kịp nói gì thì nàng lại vội thêm ngay. Đi làm cứ hết thán lĩnh lương là hết tiền, còn đâu mà dành dụm." Bà sinh biết ngay là Nga đã khôn khéo dùng câu đó ra vẻ như khuyên chồng nên giúp đỡ nhưng sự thật chỉ ngụ ý muốn bảo thầm là không có tiền đâu mà giúp đỡ bà thất vọng thở dài ông sinh cũng đã hiểu cái ý riêng trong câu nói đó của Nga nên cũng trả lời vợ cả để lấy lòng vợ hai đi vay rồi cũng còn phải nghĩ đến giả chứ bà sinh thấy ngay rằng chồng mình và Nga như đã ăn điệu với nhau để từ chối bà cố lấy giọng từ tốn có sẵn thì giúp tôi chứ phải đi vay thì thôi nga ra vẻ thương bà chị đừng ngại vay rồi để cậu trả góp dần bà xin biết rằng đó chỉ là câu nói trước bài và còn ngồi lại đó chỉ thêm khó chịu bà cầm lá thư của con rồi xin về ra ngoài phố, bà thấy chán nản vô cùng. Bà không ngờ rằng sau 6 năm xa cách chồng, sống trong cảnh nghèo, bây giờ là lần thứ nhất bà đặt chân tới nhờ chồng giúp đỡ mà đã bị từ chối như vậy. Nhớ lại cái ngày Huệ chết, bà định về Nam Định xin tiền chồng để làm ma cho con. Bà không khỏi tự bảo. Giá cái hồi đó mà chờ bố để kiếm tiền mua ván vải thì có dễ đến phải bỏ thối trong nhà cái ý nghĩ đó lại khiến bà nhớ lại ngày Huệ còn trong gia đình và cái cảnh nàng đi chợ về rồi xúm nhau lại làm thức ăn, nghe tài nghêu ngao, học bài hoặc hát ru em cùng nhau khúc khích vui cười, vang nhà là hiện rõ trong trí của bà. Đó là những ngày vàng trong quãng đời xa chồng của bà, nhớ tới đứa con đã chết đi và đứa con đang bị thiếu thốn trong khi chồng và nga cùng lũ con của nàng được sung sướng trong sự đầy đủ bà uất ức tưởng như có vật gì đè nặng trên ngực bà lòng chán nản vẽ người đờ đẫn như không hồn bà đủng đỉnh bước ra bến ô tô để trở về kiến an như lời trong thư viết về kiến an cho mẹ Tài đã dọn tới một chỗ trọ khác vì ở đó rẻ hơn một đồng. Cái lợi đó đối với người khác không là bao nhưng đối với chàng cũng là đáng kể. Không những chỉ một đồng, chàng đã phải tăng tiền tính toán hơn thiệt từng xu. Giấy chàng dùng ở nhà trường thường thường chàng mua hàng xấu nhất, chỉ rẻ hơn được 3-4 xu là cùng, nhưng chàng vẫn nghĩ rằng hà tiện được xu nào càng hay còn phải phòng xa những lúc ngồi bút hỏng hoặc cây chì đã cùn hết. Trước kia, chàng trò ở phố Quang Thánh, trên một chiếc gác nhỏ, bà chủ là người bán than tất cả gian nhà là cửa hàng, còn khu gác hẹp, bà ngăn ra làm đôi, phần trong là chỗ cho hai vợ chồng bà và một đứa con, phần ngoài bà dành cho Tài và một người nữa cũng trợ học như chàng. Tất cả cái phần đó chỉ kê được một chiếc bàn con và một cái giường tre. Hai vợ chồng người chủ trọ thì rất khắc nghiệt, tiền cơm bao giờ cũng bắt đưa trước, hôm tài mới dọn tới, người vợ ngọt ngào bảo tài. Vì nhà còn rộng, tôi muốn thổi cho vui nhà, mỗi tháng có sáu đồng bạc, chẳng lãi lời gì, vậy tiền cơm xin cậu trả đầu tháng nha. Hai tháng đầu, chàng đã đưa tiền cơm ngay từ ngày mồng một cả hai vợ chồng ra chiều âu yếm săn sóc chàng lắm nhưng sang đến tháng thứ ba chàng mới chậm trả chừng hơn một tuần lễ mà người vợ đã nói bóng nói gió bà bảo thằng ở liệu mà thổi bớt gạo đi hết tiền đông gạo rồi đấy có khi bà ta còn sổ sàng hơn thổi cơm chợ mà chẳng khác gì người đi nuôi báo cô mình cũng là cái thân tội người cùng ở với chàng thì vẫn thản nhiên vì người đó vẫn trả đủ tiền vào đầu tháng chỉ có tài là thấy bực tức nhưng cũng chẳng còn biết nói lại ra sao hôm nào phải thức khuya một chút là bà ta kêu tốn dầu và lại nói to tiếng một mình tháng sau thì đến xin hàn lãi lời gì mà đeo đẳng mãi người cùng ở với chàng nghe câu ấy cũng như thấy khó chịu rồi hậm hực ghét chàng và dục chàng trả tiền cơm chàng tức tối lắm nhưng chỉ biết trả lời tôi chưa có thì anh bảo làm thế nào chàng rất lấy làm khó chịu rằng người bạn đó đã không hề có một chút cảm tình với chàng người ấy học ở một trường tư và như ghen tị với chàng là một học sinh trường bưởi tuy chàng không bao giờ kiêu hãnh về cái trường chàng học bao giờ một cái khó chịu nữa cho chàng là hai vợ chồng người chủ trọ cứ luôn luôn đánh nhau cãi nhau mỗi ngày ít nhất là một lần thật là một hơi bất tiện cho sự học nhưng tài cũng đành phải ở vậy cái chỗ chàng mới dọn đến thì ở trong ngõ yên thành chỗ trọ này cũng chẳng hơn gì chỗ cũ và chàng tới chỉ vì rẻ hơn hai gian nhà gạch thấp le te nền đất ẩm không có qua một chiếc cửa sổ chiều tối chưa tối hẳn trong nhà cũng đã phải thắp đèn vì nhà làm theo lối cổ hai mái ướp hẳn xuống ánh mặt trời rất khó len vào được dọn tới ở tài gửi luôn ngay thư về cho mẹ biết thư được gửi đi mấy ngày chàng ngóng đợi thư của mẹ và ngân phiếu chàng đã thất vọng và hoàn toàn chán nản khi nhận được tin mẹ bảo rằng đã hết cả tiền và không còn biết vay giật vào đâu được nữa chàng tức tối khó chịu nhất là mẹ kể lại câu chuyện nhờ cha mình giúp đỡ mà đã bị từ chối không được lấy một đồng nào chàng cáu kỉnh không bằng lòng mẹ vì đã hạ mình nhờ cha giúp đỡ chàng biết rằng hiện nay cái món lương của cha đã khá to và tuy không còn chung sống nhưng cha mình vẫn lĩnh lương vợ và lương con tức là cái gia đình riêng của mẹ chàng hiện thời nhưng chàng không hề nghĩ đến nhờ vả cha chàng đã cố quên hẳn người cha đó và không hề có thư từ đi lại từ ngày chị chàng chết mẹ chàng có báo tin mà không thấy cha về thăm hỏi lòng thương chị chết trong sự ghẻ lạnh của người cha đã khiến chàng có một ác cảm thấm thía mà từ trước chàng chưa hề có đối với cha chàng chính cái việc đó đã nhiều lần làm chàng nghĩ rằng đối với chị mình mà cũng không có chút tình nghĩa cha con thì ác đối với mình hẳn cũng đến thế thôi. Ngay trong lúc túng thiếu, chẳng bao giờ chàng nghĩ đến sự gửi thư cho cha để xin tiền. Lần này thấy mẹ nói trong thư là chính mẹ mình đã thân chinh đi Nam Định để nhờ cha cứu giúp mà lại bị từ chối, chàng thấy uất ức chẳng khác gì chính chàng đã làm cái việc đó chàng lấy làm lạ rằng mẹ chàng lại có thể hạ mình đến như thế được vì chàng cũng đã hiểu rằng mẹ chàng là một người rất giàu lòng tự ái chàng không hề nghĩ rằng chỉ vì lòng thương con mà mẹ mình đã phải liều lĩnh như vậy mấy ngày liền chàng thành lo nghĩ học hành cũng thành trễ nải chàng không còn hy vọng gì có thể học được nốt hai năm nữa để thi ra buồn nhất cho chàng là dọn tới nhà trọ được mấy ngày thì bà chủ hỏi tiền cơm trước chàng còn nói dối khóc lần sau chàng đành thú thực với bà ta là nhà nghèo và còn phải chờ mẹ đi vay mới có tiền trả chàng đã thành thực kể câu chuyện riêng trong gia đình mình cho bà chủ nghe chàng không hề giấu giếm một điều gì bà chủ trọ mới này tuy nghèo nhưng rất sẵn lòng thương người chỉ mới nghe tài kể chuyện mà bà đã cảm động đến nỗi khóc lóc như một đứa trẻ con và từ đó bà không hề thúc giục đòi hỏi tiền cơm của chàng nữa muốn cho chàng được yên lòng bà dịu dàng bảo chàng cậu đừng lo nghĩ gì cứ vui lòng mà học hành tiền cơm bao giờ cậu đưa thì cũng được chẳng có đáng là bao mỗi tháng năm đồng bạc chứ mấy Tôi không giàu nhưng cũng có thể tạm cấp đỡ trước cho cậu vài ba tháng. Bà lại còn luôn săn sóc đến chàng tựa như một người mẹ săn sóc con. Bà vá quần áo cho tài, có khi lại còn giặt vũ hộ chàng nữa để chàng có thêm thì giờ mà học. Tài rất cảm động về lòng tốt của bà chủ mới này. Những lúc rỗi rãi chàng chỉ quấn quanh bà để nghe chuyện trò, để có cảm tưởng như luôn luôn được gần gũi chính mẹ đẻ của chàng bà cũng thực thà nói chuyện riêng của bà cho tài nghe chàng được biết chồng bà và đứa con trai lớn làm ở mỏ than hòn gai đứa con trai thứ hai làm bồi cho một người đội tay ở cẩm phả tháng tháng bà vẫn nhận được tiền của hai con gửi về tiền ấy bà muốn dành dụm để lấy vợ cho hai con nên bà mới nhận thổi cơm trọ cho mấy người học trò để kiếm thêm đồng lãi cho sự chi tiêu của một mình bà ở nhà Hai gian nhà, nhà là của đời ông bà để lại, không phải mất tiền thuê, bà rủ rỉ nói với Tài: "Vừa để kiếm đồng lãi hộ thân, vừa để cho nó vui nhà cậu ạ. À. Một mình tôi lũi thủi suốt ngày cũng buồn. Tuy tôi đã ngoài 40 nhưng nhờ rời vẫn còn được mạnh chân khỏe tay, ngày hai bữa thổi nấu cho các cậu cũng chẳng có gì là khó nhọc." Thấy Tài nói là còn thiếu tiền học, và sợ nhà trường tạm đuổi bà không hề ngần ngừ cho chàng vay ngay bốn đồng tài sung sướng đến chảy nước mắt chàng được yên tâm để học hành nhưng chàng lại nghĩ rằng chịu tiền cơm và giật được tiền học của bà chủ là một điều dễ nhưng còn phải làm thế nào để có mà trả lại mẹ chàng thì đã nghèo lắm rồi chàng bèn nhờ mấy người bạn và mấy người quen tìm hộ chỗ dạy học ở tư gia không được một chỗ nào chàng lại gửi tới một tuần báo nhờ đăng trong một cầu ô để xin chỗ dạy học cái nghèo nàng thiếu thốn trong đó chàng đang sống không hề làm chàng thất vọng về tương lai chàng thấy mình rất có thể gắn công để thoát ra được cái nghèo đó và rồi chàng sẽ được biết những ngày sung sướng nghĩa là có thể đủ để mà theo học cho đến khi thi ra được chàng vẫn hy vọng mong đợi may mắn cho chàng một tuần lễ sau thì có mấy người viết thư hỏi mượn, phần nhiều là người có con đã đi học, chỉ cần chàng để giảng giải thêm bài ở nhà trường, chỗ nào cũng chỉ trả được 6-7 đồng là cùng, mà nhà nào cũng muốn chàng dạy vào buổi tối, sau hết chàng nhận hai chỗ và thu xếp một chỗ dạy buổi tối, một chỗ dạy buổi trưa, nghĩa là không trùng vào giờ học của nhà trường. Tất cả mỗi tháng chàng kiếm được 13 đồng, đối với chàng cũng là thừa thải để trả tiền ăn, tiền học và sách vở cùng tiêu vặt. Chàng báo cái tin mừng đó cho bà chủ trọ, bà cũng sung sướng như chàng, chẳng phải bà sẽ được trả nợ, nhưng bà thấy chàng đã kiếm được tiền để mẹ chàng khỏi phải lo lắng vì chàng. Lần đầu tiên chàng thấy kiêu hãnh rằng mình đã kiếm ra được tiền không còn phải quỵ lụy đến ai và khiến mẹ đỡ vất vả chàng có cái sung sướng cái kiêu hãnh của một kẻ sống tự lập và một đôi khi chàng lại quá khích đem lòng khinh những bạn bè nhờ vả vào cha mẹ mà đài điểm có một điều làm chàng khó chịu là chàng rất ít thì giờ để học hôm nào chàng cũng phải thức khuya đến tận quá nửa đêm mới làm xong và học xong các bài có khi chàng phải thức tới mãi một giờ sáng chàng sung sướng không thấy bà chủ kêu ca về nỗi tốn dầu như bà chủ trọ trước khi đã tìm được chỗ dạy học chàng viết thư về báo tin cho mẹ biết ngay chàng đã không quên kể cả chuyện bà chủ trọ cho vay tiền học và rất săn sóc tới mình bà xin thấy vậy cũng vui lòng nhưng bà vẫn thương con về nỗi như thế thì sẽ bị vất vả quá rồi thành ra ốm đau thỉnh thoảng bà lại viết thư khuyên con không nên tham lam mà thức khuya nhiều để hại tới sức khỏe bà cũng ngỏ lời thăm hỏi bà chủ trọ và bà còn ước mong bao giờ rỗi rãi sẽ lên thăm bà chủ trọ có lòng tốt đó về phần tài chàng rất muốn nghe lời mẹ e rồi bị ốm lại khổ mẹ phải chạy tiền thuốc thang nhưng chàng vẫn phải thức khuya và dậy sớm mới có thể làm được đủ bài nhiều khi thấy sự cần cù học tập của mình chỉ có một cốt đích là để sau này có thể kiếm được tiền chàng thấy cái mục đích về sự học của chàng có vẻ thấp kém quá chàng lại mơ ước và thấy cái sung sướng vô cùng về sự học chỉ để biết lấy để vung trồng cho tinh thần cho tình cảm của mình mỗi khi nghĩ đến cái sung sướng và cái học không cầu lợi đó chàng chỉ biết tự an ủi bằng câu hoàn cảnh bắt vạch thì biết làm thế nào. Từ khi không còn phải lo lắng đến tiền học của tài, bà Sinh cũng đỡ buồn, tuy bà đã thấy mình yếu sức nhiều vì đã trở về già, nhưng bà cũng vẫn cố chịu khó và gắng sức làm lụng, dành dụm, bớt. Cô con gái út của bà đã gần lên bảy, bà cũng cho theo học ở trường tỉnh nhà. Mục đích của bà chẳng phải mong cho con làm cô giáo như nhiều người tưởng. Bà chỉ muốn con sẽ có thể đọc được, viết được để thỉnh thoảng có tính toán tiền nông hộ bà. Và cũng để sau này, nếu có lấy chồng nghèo thì còn biết đôi ba chữ mà buôn bán nuôi nhau. Bà định chờ cho bớt lớn thêm vài ba tuổi nữa, bà sẽ chăm nom dạy thêm công việc bếp nước và các cách buôn bán. Bà vẫn nghĩ rằng dạy sớm được càng nào hay ngày nấy bà chỉ lo khi bà đã nhắm mắt qua đời con bà hãy còn kém dại chưa biết qua một chút gì về công việc trong gia đình đối với bà thì cái cách dạy dỗ đó là một cách phòng thân cho con gái một lá bùa hộ mệt về tương lai bà vẫn sợ sau này bớt đi lấy chồng mà lại bị sa vào cái cảnh chồng ruồng bỏ như chính bà thì lúc đó đã có một nghề trong tay mà nuôi con khỏi phải khổ sở như bà hiện tại hơn nữa bà còn muốn gây cho con một cái vốn riêng để giữ lấy phòng lúc có chuyện không hay với chồng đối với tài thì cái điều đó không làm bà quan tâm cho lắm bà tin rồi chàng sẽ thi đỗ và sẽ có việc làm xong bà cũng muốn dành dụm để sao cho tài có đủ mà theo học không phải đi dạy học nữa để có thêm thì giờ mà học cho dễ đỗ với cái dự định trên bà luôn luôn chăm chỉ suy nghĩ tới việc buôn bán cửa hàng thì vẫn như cũ nhưng bà lại muốn buôn thêm câu tươi và câu khô cứ nửa tháng hay hơn nửa tháng bà lại giao cửa hàng cho mẹ ở nhà rồi về hạt thanh hà cất câu ở vùng đó lại nhiều gà vịt nên mỗi lần đi cất câu bà lại còn buôn thêm mấy chục gà hay vịt và chừng vài trăm trứng mỗi chuyến như thế cũng lãi được chừng một hai chục đồng Nhờ đó mà bà đã trả được các món nợ và có một cái vốn. Bà mở thêm xưởng bán củi, nhiều khi bà thấy như không đủ sức để cán đáng đủ mọi việc, nhưng nghĩ đến hai đứa con, bà lại kiên tâm làm lụng. Mẹ bà thì đã già, bớt còn nhỏ, các việc đều do bà thu xếp. Trước kia thì còn trong nom vào Huệ, ngày nay Huệ đã không còn nữa, rồi vú già, cứ mỗi ngày càng thêm chậm chạp nhất là từ ngày huệ mất vú cũng thành buồn bực quá và nhiều khi thành lười lĩnh chẳng còn thiết gì tới công việc trong nhà bà cũng không dám trách mắng gì vú bà đã biết đó chỉ là sự thương huệ mà ra nhưng thỉnh thoảng bà cũng nhẹ nhàng bảo vú vú phải vui vẻ mà giúp đỡ tôi mới được chứ bây giờ con huệ đã chết rồi vú cũng thành chễn mãn thì mọi cái dồn cả cho tôi ư vú thương nó thì cũng phải thương đến tôi đến thằng tài con bớt nữa chứ phải nghĩ đến sự làm ăn để nuôi nhau chứ sao vú lại cứ buồn phiền mãi thế nghe câu nói vú cũng lại chăm chỉ làm được chừng vài hôm rồi lại trở lại như cũ chậm chạp uể oải và một đôi khi ngớ ngẩn không còn cách gì để sửa chữa cho người vú già sau hết bà cũng đành mặc vú làm ăn ra sao thì tùy ý Mỗi lần cần đến một người có đôi chút sức khỏe hơn bà trong việc buôn bán thì bà lại nhờ tới Tuất. Vì từ ngày Huệ chết đi, bà vẫn đi lại chơi bời với mẹ Tuất và vẫn thường dặn Tuất lại chơi với bà. Đối với Tuất, bà coi như người con gái lớn của bà. Bà cũng khuyên rằng dạy dỗ và nhiều khi bà cũng chiều chuộng như đứa con một trong nhà. Bà thấy Tuất đã tới 23, 24 mà vẫn chưa có đáp nào dạm hỏi. Một đôi khi bà cũng đem lòng thương nàng, e sợ cho nàng sẽ xa vào cảnh ế chồng. Đã có khi bà nghĩ đến cách mối manh hộ tuất nhưng cũng không có kết quả gì. Bà vẫn ấy nấy, không biết rồi sẽ trả ơn lòng tốt của tuất bằng cách gì. Mỗi lần gần nàng, bà chỉ nghĩ đến sự tỏ tình thương mến nàng và săn sóc đến nàng. Nhờ có sự giúp đỡ của Tuất mà trong việc buôn bán của bà nhiều khi cũng được dễ dãi hơn đôi chút và cũng vì thế mà không bao giờ bà nản lòng. Ngày nào cũng vậy, bà dậy từ 4-5 giờ sáng, gọi vú già mở cửa hàng, quét nhà, còn bà thì xếp các thứ hàng ra bày trước cửa nhà, rồi thăm lại xưởng củi, dục người xây bột, rán mỡ để làm nhân bánh. Hết việc này sang việc khác, chẳng bao giờ bà chịu ngồi yên một chỗ. Bà vui vẻ với những công việc vụn vặt trong nhà, chẳng bao giờ bà thở than vì đã phải bận rộn suốt ngày bà chỉ lo lắng không có việc để được bận biểu ngồi rỗi lại chỉ nghĩ đến những cái khổ sở trong cái kiếp chồng chung của bà một buổi sáng hè mặt trời vừa mới mọc nên không nóng quá thỉnh thoảng một luồng gió đông mát thổi động trong khu vườn Bà Sinh và Tài ngồi trên chiếc chõng tre kê trong khoảng bóng rợp của gian nhà bếp, in dài trên khu sân con. Cái mát của ban đêm còn đượm không khí trời buổi sáng, khiến Tài thấy người khoan khoái, nhẹ nhàng. Chàng đưa mắt, ngắm mảnh vườn ở phía trái, muốn tặng tiện kiếm thêm chút lời cho nhà. Mẹ chàng đã trồng hai luống rau cải và rau đầy, chỉ còn dành một khoảng đất rộng chừng bằng nửa chiếc chiếu dòng hoa hồng để lấy hoa cúng trong những ngày mùng 1 và ngày rằm. Giữa khu vườn là cây hoàng lan cao vót rũ cành, phía bên phải là chiếc bể đực nước mưa, tài ngắm nghía cây cảnh sơ sài đó và thấy vui trong lòng. Cái cảnh ấy chàng đã thân thuộc lắm, nhắm mắt lại chàng cũng có thể biết rõ được từng luống rau, từng gốc hồng, nhưng mỗi lần trở về thăm nhà mẹ, chàng lại thấy có cái cảm giác khác, vì theo thời gian tính tình chàng đã thay đổi chút ít khi còn nhỏ chàng coi khu vườn như một nơi nô nghịch tốt vì có lối chạy lại có bướm trắng bướm vàng để nô bắt hoặc tìm tòi những tổ sâu dính trên lá hồng để làm kèn chàng buồn cười nhất là khi nhìn tới cái bể nước mưa chàng vẫn chưa quên hồi còn nhỏ một lần ăn cơm đánh vải ra giường nhiều quá bị mẹ mắng chàng giận mẹ rồi bữa ấy bỏ cơm không ăn tới chiều đói quá mà cả nhà không ai lấy cơm cho mình ăn chàng bèn đe với mẹ rằng sẽ đi tự tử thì mày cứ đi mà tự tử tao càng khỏi phải nuôi tao đang nghèo sẵn rồi Mẹ vừa dứt lời, chàng bèn vùng vằng chạy ngay ra sân, rồi một mình y ạch lôi chiếc thang con bắt lên trên thành bể, trèo lên đó. Chàng băng khoan nhìn trước nhìn sau, không thấy có ai, chàng hơi tức mình, rồi kêu to một mình. Ông cứ nhảy xuống cái bể này rồi ông tự tử cho mà xem. Mẹ chàng ngó ra, thấy con bắt thang lên thành bể, bèn vội vàng chạy ra sợ con ngã, bà vội bế ngay con xuống. Bà rất giận tài, nhưng bà không thể nín cười được. Mỗi lần có ai đến nhà, bà lại mang câu chuyện tự tử của chàng ra kể. Mọi người lại cười vàng, chàng thẹn thùng chỉ biết đi trốn. Chàng hãy còn nhớ rằng lúc được mẹ bế xuống, chàng thấy sung sướng lắm. Nhớ lại cái chuyện cũ đó, bỗng nhiên chàng lại thấy cái cảnh trước mặt là thân mật. Bây giờ thì chàng thấy cái cảnh của khu vườn giản dị, mộc mạc, ăn điệu với cái cảnh nghèo nàn của gia đình chàng và chàng coi khu vườn như một người bạn thân yêu hiền từ của tất cả mọi người trong nhà chàng chàng thấy cái nghèo của gia đình mình cũng có một cái vui một cái thi vị riêng nhớ lại những buổi đi chơi về vùng quê với mấy người bạn vào những ngày nghỉ chàng lại cười chính mình đã lấy làm lạ đằng sau những người nhà quê làm lụng vất vả đến thế mà họ cũng có thể vui vẻ bông đùa ca hát với nhau được bây giờ chàng mới hiểu rõ ràng rằng trong mọi cảnh sống đều có vui buồn pha lẫn và trong giờ khác đó chàng mang máng thấy rằng sống không cần phải giàu có xa hoa như trước kia chàng đã tưởng cái bóng bẫy bề ngoài chàng thấy rõ rằng không phải là những cái cần thiết để ta vui sống ở trong lòng hàng ngày trái hẳn với những lúc chàng xa mẹ thiếu tiền ăn tiền học tự nhiên trong lúc đó chàng không hề mơ ước tiền của chàng lại còn như mong được suốt đời sống trong cái cảnh giản dị mộc mạc đó bà sinh ngồi bên con đang trẻ tầm ngẩng đầu nhìn con thấy con đang ra vẻ suy nghĩ cất tiếng nói mẹ chồng con thấy có vẻ buồn bực lắm hay là thôi đừng đi nữa con ạ à? tài đã cố giữ sự trầm mặc để toàn hưởng cái vui chàng đang cảm thấy trong lòng cái vui mà chàng tưởng như chỉ có một tiếng đọc hoặc một cái cửa mình cũng có thể làm tiêu tán mất. Thấy mẹ tưởng mình đang buồn bực, chàng cãi ngay. Không, con không buồn bực gì cả. Chính con đang vui mà mẹ không biết đấy. Bà Sinh không hiểu con định nói gì, nhưng thấy con tươi tỉnh nét mặt, nhìn con vẻ âu yếm trong lòng trang chứa, không biết bao sự sung sướng tài như cảm thấy rõ lúc đó mẹ mình cũng đang vui sướng một cách yên tĩnh rồi hai mẹ con đăm đăm nhìn nhau như để trao lẫn cho nhau cái vui sướng của riêng lòng mình tài nói tiếp lời đây với vĩnh yên thì xa xôi gì mà con lo ngại có nhớ mợ thì thỉnh thoảng con về chơi ừ xe mấy giờ rồi liệu mà ra ô tô kéo nhỡ con ạ à? tài đứng dậy vào nhà trong soát lại các đồ vật đã xếp trong chiếc cặp da cũ, sách vở, quần áo, rồi sửa soạn ra đi. Tài lên Vĩnh Yên để nhận một chỗ dạy học tại nhà một ông điền chủ. Ăn ở trong nhà, mỗi tháng ông ta trả thêm 15 đồng. Chỗ dạy học này của một người bạn giới thiệu cho chàng. Sung là bạn thân của chàng từ năm còn học ở năm thứ nhất. Sung không giàu nhưng cũng có đủ tiền ăn học, không đến nỗi túng thiếu như Tài. Ngay từ khi mới quen biết Tài, đã nhiều lần Sung tìm cách giúp đỡ bạn. Không kể những lúc Tài thiếu sách học, chàng cho mượn, có nhiều khi chàng còn tăng tiền rồi cho bạn mượn cả tiền nữa. Cái chỗ dạy học này là của một người quen giới thiệu cho chàng chàng cũng đã muốn nhận để kiếm thêm tiền mua sách xem ngoài nhưng thấy tài túng thiếu hơn nên chàng đã nhường lại cho bạn tài thì muốn trong vụ hè về ở với mẹ để nghỉ ngơi lấy sức sang năm lên năm thứ tư vào học thi vả chàng cũng đã chán cái cảnh đi dạy học ở từ già chàng đã gọi cái nghề đó là nghề cậu giáo vì ở nhà nào người ta cũng chỉ gọi chàng bằng hai cái tiếng đó trong cái nghề cậu giáo này, chàng được biết nhiều cái rất khó chịu. Người nào cũng tưởng rằng mỗi tháng trả cho chàng một vài đồng thì có quyền hoạnh hoẹ đủ điều. Còn họ không có thông minh, họ cũng bảo là tại chàng lười lĩnh. Chúng học không được tấn tới, họ cũng đổ thừa là tại chàng không biết cách khuyến khích trẻ. Có đứa học lâu không thuộc bài thì họ bảo tại chàng không giảng cẩn thận cho chúng hiểu. Khi tới nhận dạy thì người ta mặc cả là dạy một giờ, hay 2 giờ, nhưng thường thường người ta bắt chàng dậy tới gấp đôi. Bao giờ bài vỡ nhà trường xong, người ta còn bắt chàng ra thêm bài nhà. Số tiền người ta trả cho chàng có lẽ không bao giờ đáng một nửa sự khó nhọc của chàng. Trong một năm trời làm nghề cậu giáo, chàng đã được biết nhiều người giàu có mà rớt bủng xỉn. Đã có một nhà, đôi vợ chồng bàn cãi nhau mãi mà không xong về số tiền họ định trả cho chàng. Hai đứa con học hai lớp khác nhau, mỗi ngày dậy một giờ, người chồng thì bằng lòng trả ba đồng rưỡi, người vợ nhất định chỉ trả ba đồng, hai người tiếng nhỏ tiếng to mãi, rồi sau hết người vợ bảo chồng và ngay trước mặt chàng. Trả ba đồng nghĩa là mỗi ngày một hào, như thế để khi nào cậu ấy nghĩ thì trừ tìm cho nó dễ. Những câu nói đó đã khiến chàng nhận thấy rõ hết tất cả cái tầm thường của những kẻ giàu có hơn chàng không một chút tình cảm gì giữa những người mướn chàng, những đứa học trò của chàng và chàng. Những lúc chàng muốn tỏ vẻ yêu mến những đứa trẻ thì chúng lại nhờn với chàng và tìm cách chế giễu chàng. Vì lẽ đó mà tuy có cần tiền để học thêm, chàng cũng thấy chán cái cảnh kiếm tiền bằng lối gõ đầu trẻ, nhưng Sùng đã khuyên nhủ tài anh chẳng nên lấy đó làm điều khó chịu. Cứ miễn là anh dạy đủ bổn phận của anh là đủ. Còn họ nghĩ sao thì mặc họ. Cái chỗ này thì không phải mất tiền ăn mà lại được thêm 15 đồng. Không những thế, anh lại còn có hy vọng dạy thêm những đứa trẻ ngoài. Mỗi tháng anh có thể kiếm được tới 30 đồng là đấy. Cái món tiền đó cũng chưa đủ làm tài ưng thuận. Sung lại tìm một lời khuyên khác. Anh cố lên đó dạy. Sau 3 tháng hè anh có thể kiếm được tất cả chừng 90 đồng, với món tiền đó thì sang năm anh có thể yên chí mà học thi được rồi. Cái lý lẽ cuối cùng này đã khiến chàng nhận lời đi, người chủ nhà thì muốn chàng lên ngay nhưng chàng cứ nấn ná ở lại nhà mẹ. Tới hôm nay chàng mới có thể đi ra được, thật là một sự bắt buộc cho chàng vì dù sao chàng cũng muốn ở lại nhà với mẹ trong vụ hè. Suốt cả năm học, chàng chỉ về với mẹ được hai lần, ngày Tết và vụ nghỉ hè. Những ngày nghỉ lễ, chàng cũng muốn trở về thăm mẹ và bà, nhưng e đi lại tốn phí quá. Vừa tiền tàu, tiền ô tô cũng mất tới ba chục đồng là tặng tiền. Vì vậy, rất ít khi chàng được gần gũi người mẹ mà chàng rất kính trọng, rất yêu mến. Yêu mến vì đã khó nhọc nuôi chàng, và yêu mến cũng bởi mẹ chàng đã chịu rất nhiều cái đau khổ, bởi cha chàng gây nên. Lòng thương mẹ một đôi khi đã làm cho chàng có ý muốn bỏ dở học để kiếm một việc làm giúp đỡ mẹ, cho mẹ đỡ vất vả. Nhưng mỗi lần chàng ngỏ cái ý định đó với mẹ thì bà lại gạt đi và khuyên chàng cứ đi học. Nghĩ đến bớt, đứa em gái của chàng, nhiều khi chàng cũng thấy ấy nái trong lòng khi chàng còn thơ ấu chàng cũng chẳng được sung sướng gì hơn em nhưng mỗi lần được trông thấy những đứa trẻ cùng tuổi với em mình có những đồ chơi đẹp mắt mà bớt không có chàng cũng đem lòng thương em chàng cho đó là một sự thiếu thốn rất khó chịu cho một đứa trẻ những đồ chơi của bớt chỉ là những cái ống sữa cũ chiếc hộp giấy rắc hay là một vài tấm ảnh đã hoen ổ chàng còn nhớ một lần về thăm nhà chàng dắt em đi chơi chẳng may bớt được trông thấy một con búp bê con của một đứa trẻ gần phố con búp bê đẹp quá mặc áo len màu đỏ thẫm pha đốm trắng Bớt đã thấy nhìn con búp bê với vẻ thèm thuồng như người đói lâu trông thấy bữa cơm ngon. Chàng thương em quá và chưa bao giờ bằng lúc đó chàng cảm thấy rõ rằng cái khổ vì nghèo. Chàng nén lòng dắt em lánh xa con búp bê nhưng không sao bớt rời mắt khỏi được cái đồ chơi đó. Chàng đã phải nắm chặt lấy tay em và lôi em đi rồi ngọt ngào nói. Ít nữa anh sẽ mua cho em con búp bê như thế. Cây cầu nói đó đến nay vẫn còn lẫn vẫn trong óc chàng và mỗi lần về thăm em, chàng rất bực tức về nỗi không có sẵn tiền để mua cho em con búp bê. Chỉ một vài tấm bánh hay một cái vài gói kẹo con là cùng. Cứ hễ chàng vừa đặt chân về tới nhà, nhìn thấy hai con mắt của em, chàng đã tưởng như em mình đang đòi hỏi món quà mà mình đã hứa hẹn. Và chàng lại thành suy nghĩ, mền màng. Chàng vừa loay hoay với những ý nghĩ trên đây, vừa ôm nhớ lại mấy ngày chàng đã sống bên mẹ từ hôm được nghỉ hè về tới hôm chàng phải đi vĩnh yên thực là những ngày có lẽ suốt đời không bao giờ chàng có thể quên được mẹ chàng luôn luôn săn sóc đến chàng tựa như một đứa trẻ nhỏ khi còn ở trọ Hà Nội chàng cũng được bà chủ thương yêu chiều đãi nhưng chàng vẫn không được mãn nguyện cái tính tình chất phát của mẹ đã làm cho chàng vui sướng một cách rất ư giản dị Chàng quanh quẩn bên mẹ và mẹ chàng săn sóc đến chàng, chẳng khác gì hai đứa trẻ nô giỡn với nhau, vì người nào cũng cần có chút tình thương của nhau để lòng đỡ trống trải. Đồng hồ đánh 8 giờ, còn 40 phút nữa ô tô mới chạy, nhưng muốn đi bộ để hà tiện mấy xu, chàng cũng cấp cặp chào bà mẹ để đi, chàng âu yếm vuốt mái tóc em gái và dặn em. Em ở nhà nhớ ngoan nhé Rồi chàng đi Mẹ chàng đưa chàng ra tới ngoài phố Bà nhắc lại những câu Mà bà đã khuyên nhủ chàng đến mấy lần rồi Từ hôm thấy chàng nói là Sẽ đi Vĩnh Yên để nhận chỗ dạy học Còn liệu cách đấy Mà đối đãi với chủ nhà Ở nhà người ta Thì phải có lễ độ nể nan Với người ta mới được Trả lời mẹ Tài chỉ biết Vâng một tiếng rồi đi về lối phố chợ để ra ô tô.